vị mình bắt đầu mới giờ vòng loại đặc biệt nha. Và thứ nhất và thứ hai thì quý vị mình ơi, những tấm vé mà quý vị mình không may mắn đó, quý vị mình cứ giữ lại đó, rồi quý vị mình lật ra biết sao, quý vị mình có viết hoặc là có phấn, quý vị mình có thể là đề tên, tên à, họ tên và số điện thoại. Một chút xíu dòng cuối cùng bên chúng em sẽ có người thu gom lại bỏ vào trong một cái thùng để bên chúng em bắt đầu quay bốc thăm trúng thưởng. Đó là cái lá vé cuối cùng, đó là lá vé tặng như quý vị nha. Hoặc là những lá vé mà như quý vị mình à, ghi họ tên với số điện thoại. Và bây giờ Thanh Anh không để sân khấu lắng động và xin phép xin được gửi đến tận tay quý vị trong khi chờ đợi những lá vé cuối tay một bài hát mang tên Are you ready? Người đàn ông tham lam vậy. Trời, mới đây mà em vô cái em quên mẹ rồi. Không thể chia đôi mà sao vẫn cứ tham lam hỡi người. Anh dù nói trái tim chỉ có em thôi mà sao vẫn mơ về hình bóng ai. Anh là thế, thế gian cũng giống như anh. Chẳng tham lam với người. Ừ, một lúc đến hai và bốn năm cô mà sao như vậy là mới yêu. Người đàn ông tham lam chính là ai? Người đừng nghe nói nữa, anh nghe biết mình đi. Một là yêu mình em, lỗi lầm giữa em bỏ qua còn không hai. Cứ đến người ta. Người đàn ông tham lam mới là ai? Một bàn tay ngắm ngõ, anh chẳng biết chọn ai. Chẳng cần anh thêm bận tâm, người ra đi sẽ là em để cho anh yêu ấm lên bên người. Vẫn cứ tham lam hỡi người. Anh dù nói trái tim chỉ có em thôi mà sao vẫn mơ về hình bóng anh. Là thế gian cũng giống như anh. Đàn ông ai chẳng tham lam hỡi người. Yêu một lúc đến hai ba bốn năm rồi mà sao như vậy là mới yêu. Người đàn ông tham lam chính là anh. Người đừng nên nói nữa, anh nên quyết định đi. Một là yêu mình em, lỗi lầm giữa em bỏ qua còn không hại. Cứ bên người ta. Người đàn ông tham lam mới là anh. Một bàn tay nắm ngõ, anh không biết chọn ai. Chỉ cần anh tin bên tâm người, ra đi sẽ là em để cho anh được ấm lên bên người. Người đàn ông tham lam chính là anh. Người đừng nên nói nữa, anh nên quyết định đi. Một là yêu mình em, lỗi lầm giữa em bỏ qua còn không hại. Bước bên người ta. Người đàn ông tham lam mới là anh. Một bàn tay nắm ngõ, anh chẳng biết chọn ai. Chẳng cần anh tin bên tâm người, ra đi sẽ là em để cho anh được ấm lên bên người. Vâng, chào bây giờ người đẹp lộ đổ đã trở lại rồi quý vị ơi.
cảm ơn chị Thanh rất là nhiều. Dạ, trước khi mà em bắt đầu là chinh chiến với tất cả quý vị, có một em bé đi lạc